Khi được vận động vào cái hội doanh nghiệp này, chúng tôi rất là mong muốn là các doanh nghiệp sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, hiểu biết về nhiều về cái chủ trương của nhà nước hơn, để qua đó để có thể phát triển cho bản thân, cho công ty và cho quê hương của mình. Địa phương rất là sẵn sàng để cùng với Hội Hiệp hội Doanh nghiệp của huyện để vận động các doanh nghiệp trên địa bàn xã cùng tham gia, vì đây cũng là để nói được cho người ta biết được cái lợi ích khi là người ta tham gia cái hiệp hội này. Ủy ban dân thị trấn sẽ tiếp tục cùng với cái hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện sẽ vận động nhiều hơn các hội viên để tham gia vào cái hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện, để kết nối cái sự sản xuất, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm, học tập những cái kinh nghiệm từ các doanh nghiệp để mình phát triển cho nó bền vững. Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 11.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp. Trong đó, theo thống kê, huyện Đất Đỏ có khoảng gần 500 doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa đang hoạt động. Đánh giá thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vân huyện Đất Đỏ được thành lập từ đầu những năm 2000, kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh. Hơn 20 năm hoạt động, được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, công ty đã mở rộng địa bàn, cung cấp hàng hóa cho khách hàng trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Hơn ai hết, bà Đoàn Thị Hải Vân, giám đốc công ty nhận thấy việc tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi có những doanh nghiệp có quy mô và điều kiện như mình, sẽ ngày càng phát triển. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ thì cũng chỉ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ có mang tính chất tự phát, thì khi mà được bên hội khuyến khích tham gia vào hiệp hội thì đây là một cái bước khởi đầu để cho cái nền kinh tế của huyện phát triển. Kinh doanh các mặt hàng máy móc vật tư nông nghiệp hơn 10 năm, anh Đặng Ngọc Trọng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Thư huyện Đất Đỏ thấu hiểu hơn hết việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải có sự liên kết để cùng phát triển, cùng tìm ra tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp mình để có hướng đi đúng đắn nhất. Vì vậy, ngay khi được Ban chấp hành vận động tham gia Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đất Đỏ, anh Trọng đã đồng tình hưởng ứng. Mình sẵn sàng tham gia vì cái kênh này là một kênh gắn kết giữa nhà nước và doanh nghiệp. Thì khi nhà nước có những cái thông tin gì mới thì mình cập nhật kịp thời. Và mình cần gặp cái khó khăn về trong quá trình kinh doanh thì mình sẽ thông báo qua hội để hội nắm bắt kịp thời. Cái hoạt động của hội nên chia theo nhóm vậy đó, tức là nhóm ngành nghề nào để người ta nắm bắt được, người ta biết được cái bạn bè làm ăn chung để người ta tiêu thụ sản phẩm lẫn với nhau. Đưa vào kinh doanh từ tháng 3 năm 2024, Trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp Ryan Detailing là mô hình hoạt động mới tại huyện Đất Đỏ. Với ngành nghề chính là dịch vụ chăm sóc chuyên sâu kỹ thuật cao, lắp đặt đồ chơi xe hơi, trung tâm kỳ vọng khi tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp kết nối và quảng bá doanh nghiệp của mình tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Đây là một cái tổ chức rất là phù hợp đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì sẽ tạo ra một cộng đồng có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cũng như có thể giúp đỡ nhau trong quá trình kinh doanh. Mới hơn 2 tuần thành lập, hiện nay, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đất Đỏ đang tích cực các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ sở doanh nghiệp tham gia hội. Với sự vào cuộc tích cực của cả Ban chấp hành, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các địa phương, sự đồng thuận của các doanh nghiệp gia nhập hội, dự kiến Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đất Đỏ sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2024 với 50 hội viên. Việc thành lập Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đất Đỏ sẽ góp phần mở rộng mạng lưới kết nối hợp tác và giúp đỡ giữa các doanh nghiệp địa phương, cũng là cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận đa dạng cơ hội kinh doanh và các nguồn hỗ trợ phát triển từ nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đất Đỏ đã dành cho chương trình buổi phỏng vấn về hoạt động của Hiệp hội. Xin cảm ơn ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của huyện Đất Đỏ. Lời đầu tiên xin được chúc mừng Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của huyện Đất Đỏ vừa được thành lập vào tháng 6 vừa qua. Vậy thì đề nghị ông cho biết về mục tiêu cũng như nhiệm vụ trọng tâm mà hội đề ra để thực hiện trong thời gian tới ạ. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện Đất Đỏ là kết nối lại tất cả các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trên địa bàn huyện để họ hiểu được doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ cho cái chung, lợi ích chung. Đó là cái việc mà truyền đạt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, về các lĩnh vực kinh doanh, rồi một số cái giải đáp một số hạn chế khó khăn để cho doanh nghiệp nắm. Ban chấp hành hiệp hội sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cái vấn đề là kinh doanh, buôn bán cũng như là có tiếng nói chung đối với các chính quyền địa phương để làm sao các doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Làm sao có sự gắn bó giữa các doanh nghiệp để hỗ trợ nhau trong sản xuất, hỗ trợ nhau trong cái tạo nguồn vốn cũng như là làm sao thu hút cái lao động địa phương. Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của huyện Đất Đỏ đi vào hoạt động thì đã có 20 doanh nghiệp tham gia, và trong cái thời gian tới thì cái nhiệm vụ trọng tâm của hội đó là vận động các cái doanh nghiệp tham gia vào hiệp hội. Vậy thì giải pháp cụ thể của hiệp hội là gì để thu hút các cái hội viên thưa ông ạ? Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa nhỏ Đất Đỏ trong thời gian tới là phải vận động rồi giải thích cho các doanh nghiệp hiểu được cái mục tiêu vào doanh nghiệp để làm gì, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện Đất Đỏ để làm được cái gì và không được cái gì, và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp là cái gì, để cho các doanh nghiệp sau khi vào hiệp hội có cái sự phát triển thì hiệp hội sẽ liên hệ với các cái doanh nghiệp ngoài huyện, ngoài tỉnh để họ có điều kiện đi tham quan, học tập kinh nghiệm. Ban chấp hành sẽ tổ chức cái lớp tập huấn bồi dưỡng về cái kiến thức về kinh tế, kiến thức về quản lý kinh tế, kiến thức về làm giám đốc, phó giám đốc, cái người quản lý trong các cái hoạt động, đặc biệt là truyền đạt các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế để họ nắm. Đối với công tác kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm của mình thì Ban chấp hành hội có cái kế hoạch cụ thể như thế nào thưa ông ạ? Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đất Đỏ sẽ kết nối các cái hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, để làm sao tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp là buôn bán thuận lợi các cái mặt hàng ví dụ sản xuất ra, như là cái tiềm năng phát triển của huyện đây là có nông nghiệp, có ngư nghiệp, các cái doanh nghiệp mà phục vụ ăn uống nè, rồi bán những cái mặt hàng là tiêu dùng nè, thì định hướng cho người ta những cái cần nào bán cái gì, không cần bán cái gì, để cái cung với cầu nó không có bị chênh lệch với nhau. Là khi vô hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện thì nhiều cái nhóm doanh nghiệp khác nhau. Sau khi thành lập thì sẽ phân từng nhóm như thế để cái nhóm đó họ tạo điều kiện với nhau trong sản xuất, để hiệp hội sẽ tạo điều kiện, và đồng thời nữa là sẽ có những mời các cái chuyên gia mà chuyên môn sẽ hỗ trợ, sẽ bồi dưỡng cho các doanh nghiệp này trong cái vấn đề là sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Để Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của huyện Đất Đỏ hoạt động hiệu quả theo cái mục tiêu đề ra thì ông có kiến nghị gì đối với các ngành chức năng hay không ạ? Để tạo cho điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hơn nữa là nhà nước phải làm một số việc mà cần thiết. Thứ nhất là phải quan tâm đến cái cơ cấu kinh tế của địa phương, ngành nào cần phát triển, ngành nào càng đi sâu, rồi ngành nào ngày phải tham gia thị trường lớn ngoài nước, ngành nào thị trường trong nước, ngành nào hoạt động ở trong địa phương. Chính quyền địa phương nên mạnh dạn thu hồi giấy phép những doanh nghiệp mà nó đăng ký nhưng thực tế nó không hoạt động, phải mạnh dạn trong cái cái luật pháp là thu hồi giấy phép những doanh nghiệp nó không có hoạt động, rồi nó làm ảnh hưởng đến cái địa phương, chính quyền địa phương, nhất là ngành chức năng phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đúng thủ tục hành chính, kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cái về kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức kinh doanh, kiến thức điều hành một số công việc mà hợp tác xã, hay là điều hành một số công việc về cái quản lý sản xuất của mình hoặc là cái thương mại của mình, để làm sao mỗi doanh nghiệp ta nắm. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của chúng tôi ạ.